chủ in the bát giả. Đơn vị bài học số 2 ở song sao. Lesson 1, tiết học số 1. Number 1, listen and repeat. Bài tập số 1, các em hãy lắng nghe và lặp lại. Okay. Okay. Kite. Kite. Bike. Bike. Kitten. Kitten. Number 2. Point and say. Bài tập số 2. Hãy chỉ vào từng từ trong bài tập số 1 và nói. Kite. Bike. Kitten. Lesson 2. Tiết học số 2. Number 3. Listen and chant. Bài tập số 3. Lắng nghe và vỗ tay. Khay khay cài. He's flying a kite. Anh ấy đang thả một con diều. Khay khay bài. He's riding a bike. Anh ấy đang chạy xe đạp. Khay khay kitten. She's playing with a kitten. Cô ấy đang chơi với con mèo con. Number 4. Listen and circle. Bài tập số 4. Mấy em hãy nghe máy và khoanh tròn đáp án đúng. Cài. Bicycle. Kitten. Dog. Number 5. Look and write. Bài tập số 5. Nhìn vào và viết. Lesson 3, tiết học số 3. Number 6, listen and repeat. Bài tập số 6 là mấy em hãy lắng nghe và lặp lại. Và trong bài học số 6 này mình sẽ đọc câu hỏi và câu trả lời. Is she flying a kite? Cô ấy thì đang thả diều phải không? Yes. See. Vâng, đúng rồi. Is he flying a kite? Anh ấy thì đang thả diều phải không? No, he isn't. Không phải. Ở đây mình sẽ có hai mẫu câu mấy em thấy là giống nhau, nhưng mà khi ở đây là nữ. Khi ta hỏi tới một người nữ thì mình sử dụng chữ she. Mình bức tranh thứ hai, hỏi về một người nam thì mình sử dụng là chữ he. Bây giờ mình sẽ áp dụng mẫu câu này để mình làm bài tập số 7 ha. Number 7, let's talk. Bài tập số 7 là chúng ta hãy cùng nhau nói. I. Bạn này là nam cho nên mình sẽ sử dụng mẫu câu là y he. Y he flying a kite. Ấy đang thả diều phải không? Yes, he is. Vâng, đúng vậy. B. Bạn này là nữ thì mình sẽ dùng mẫu câu là is she. Is she flying a kite?
Anh ấy đang thả diều phải không? No, she isn't. Không, không phải. She. Is he playing a kite? Anh ấy thì đang thả diều phải không? No, he isn't. Không, không phải. Bài tập số 7 thì mấy em chú ý phân biệt nam nữ ha. Nam thì mình sử dụng chữ he, nữ thì mình sử dụng là chữ she. Hey, let's sing. Bài tập số 8 thì chúng ta cùng nhau hát. Where's cây? Cây thì đang ở đâu? She in the yard. Cô ấy ở trong sân. She is riding a bike. Cô ấy thì đang lái xe đạp phải không? Yes, she is. Dân đúng vậy. Yes, she is. Where's Ken? Ken thì ở đâu? He's in the yard. Anh ấy ở trong sân. Is he riding a bike? Anh ấy thì đang chạy xe đạp phải không? No, he isn't. No, he isn't. Không, không phải.